Sản phẩm Hà Lan tại thị trường Trung Đông đang là tiềm năng đối với nhiều mặt hàng xuất khẩu của Việt Nam. Tuy nhiên hiện nay, nhiều doanh nghiệp Việt Nam vẫn chưa tận dụng được cơ hội khai thác hiệu quả tiềm năng của thị trường này. Doanh nghiệp này chuyên sản xuất về canxi hữu cơ, mặc dù mới có mặt trên thị trường Việt Nam khoảng gần 5 năm và đang có kế hoạch xuất khẩu sang Trung Đông, một trong những thị trường đang được đánh giá là tiềm năng đối với các sản phẩm Hà Lan. Ở thị trường Trung Đông thì như chúng tôi tìm hiểu là sẽ cần phải có cái giấy phép là HALA. Nếu như các sản phẩm chúng ta đã chuẩn trong nước và theo đúng cái quy định của Việt Nam thì tôi nghĩ hoàn toàn chúng ta có thể xuất khẩu sang thị trường Trung Đông và đáp ứng được cái tiêu chuẩn của HALA. Bộ Công Thương cho biết chi tiêu cho thực phẩm Hà Lan trên thế giới đang tăng nhanh từ 1.400 tỷ đô la Mỹ của năm 2020 lên 1.900 tỷ đô la Mỹ vào năm 2030, dự kiến sẽ đạt gần 5.000 tỷ đô la Mỹ vào năm 2050. Đặc biệt các sản phẩm như gạo, cao su, chè, hạt điều, cà phê, hồ tiêu, tôm, cá là những mặt hàng phù hợp với nhu cầu của người Hồi giáo và là những sản phẩm mà Việt Nam có thế mạnh. Do vậy đây là những cơ hội lớn để Việt Nam có thể xuất khẩu sang thị trường này. Gạo họ ăn là theo tiêu chuẩn Hà Lan, cho nên mình phải cố gắng là phải sản xuất gạo Việt Nam theo tiêu chuẩn Hà Lan. Bởi vì nguyên tắc kinh tế thị trường là bán những gì mà thị trường cần, chứ không phải bán những cái mình có. Mình có thì nhiều, nhưng mà người ta cần là cần phải có tiêu chuẩn, phải có tiêu chí, phải có kiểm định. Như vậy tiềm năng thì nhiều, tuy nhiên để vào được thị trường này cũng cần phải tuân theo một số tiêu chuẩn nhất định. Đây cũng là những rào cản của nhiều doanh nghiệp Việt Nam hiện nay. Thị trường của cả nước Trung Đông này có tính đặc thù rất cao, đặc biệt là họ theo cái văn hóa đạo Hồi, cho nên các sản phẩm của họ thì cái tiêu chuẩn đạo Hồi rất ngặt nghèo, từ cái khâu đầu tiên đến khâu cuối cùng, từ khâu nguyên vật liệu đến cái khâu cấp chứng chỉ, và kể cả những người mà đi cấp chứng chỉ đó cũng phải là người mà theo đạo Hồi, và người để kiểm soát, để kiểm tra cái quy trình sản xuất cũng phải là theo đạo Hồi, và tất cả những cái đó gần như là đạo Hồi là 100%. Thì tôi nghĩ là cái này là cái rào cản mà Việt Nam, các doanh nghiệp Việt Nam cần phải nghiên cứu rất kỹ, và chính vì phải nghiên cứu kỹ cho nên cái chi phí tuân thủ nó sẽ rất cao. Do đó là cái này là một cái rào cản, là vì cái tiêu chuẩn đạo Hồi cao, đòi hỏi chi phí tuân thủ cao, cho nên nhiều doanh nghiệp Việt Nam của mình là rất e ngại. Thị trường Trung Đông hiện đang được coi là thị trường tỷ đô đối với nhiều mặt hàng xuất khẩu của Việt Nam. Do vậy, để hỗ trợ doanh nghiệp nguồn lực phát triển thị trường sản phẩm Hà Lan, hiện Bộ Công Thương đang xây dựng đề án hỗ trợ doanh nghiệp sản xuất, xuất khẩu sản phẩm Hà Lan. Tuy nhiên, điều quan trọng là các doanh nghiệp Việt Nam cần nâng cao năng lực sản xuất, đáp ứng các yêu cầu của thị trường này và tích cực tham gia các hội thảo, hội chợ xúc tiến thương mại để tìm hiểu và kết nối đối tác.